Trưởng lão Thích Thông Lạc thuyết giảng. Trưởng lão Thích Thông Lạc: Xin thầy hoan hỷ chỉ dạy rõ cho con được thông hiểu, làm cho con đường của đạo Phật sáng thêm. Tổ và các thiền sư nói nói rằng sinh như đắp chăn mùa đông, tử như cởi chiếc áo mùa hạ. Cho nên họ giàu ra sanh tử, độ chúng sanh tự tại, không sợ cực khổ. Như vậy Phật với Tổ khác nhau như thế nào? Ở đây con thấy rõ ràng người ta nói cái lý luận là như vậy, chứ thầy thấy ông thầy ông tổ nào mà khi mà chết thầy thấy sao ổng đau ổng rên quá trời. Có ông nào mà không rên đâu. Họ nằm trên giường bệnh đôi ba tháng hoặc là một năm hai năm, nhất là những vị mà đã bán thân, thì các con thấy khi chết thì mê muội không còn biết, mà trước đó thì cái tay nó bại hết một thân nửa người, không đưa lên được, đi đái đi tiểu đi giải bằng cách là người ta phải đặt cái bô vào, rất là khổ sở cho cái sự rất là khổ cho một cái vị đó. Thế mà họ nói họ như đắp chăn bông ở trong mùa hạ, trời ơi đã chăn bông gì mà được. Các con thấy tưởng tượng một cái người mà bán thân, họ nằm liệt hai cái chân đi không được, ngồi trên cái xe lăn, thử hỏi bây giờ họ đi cầu làm sao, có khổ không các con? Bây giờ thầy nói bây giờ chúng ta nè, đau chỉ đơn sơ thôi, chỉ là thần kinh tọa cái chân chúng ta bị nhức từ trên này dưới này. Mà khi mà chúng ta ngồi đi cầu xuống nó đau nhức buốt như thế này, chúng ta ngồi được không? Ngồi có yên, khi mà chúng ta ngồi cầu có yên không? Đau khổ vô cùng chứ đâu phải dễ. Vì vậy đừng nói chi mà cái chuyện đắp chăn bông được, đâu có chuyện đi ra vào sanh tử mà đắp chăn bông, mà như cởi áo mùa cởi chiếc áo mùa hạ được. Đừng có nói chuyện đó là cái lý luận, nhưng mà sự thật trước cái cảnh mà đau khổ, trước cái cảnh mà sanh tử, thầy thấy ông nào cũng mặt mày tái mét hết. Chứ đừng có nói không có sợ, điều là nói là một nói, chứ còn không có ông nào tự tại. Tự tại khi nào người ta nhập tứ thiền người ta không sợ, nghĩa là người ta làm chủ được cái sống chết của cái thân, người ta không sợ. Như bây giờ các con chưa làm chủ các con sợ lắm, tới chừng đó các con biết nó giật méo miệng bên này méo miệng bên kia, nằm lên ngồi xuống, các con thấy những người mà chết chưa, nghĩa là vừa nằm xuống vậy, đỡ nằm xuống cái bắt buộc phải đỡ vậy, kêu là trăn trở đó. Rồi đỡ vậy chưa có gì được, mà không biết ở trong cái người người đó nó ra sao thầy cũng chẳng biết, nó khổ sở như thế nào. Đỡ vừa đỡ biểu để nằm xuống nó làm như khó chịu quá, mà nằm xuống chưa được nằm thì bắt đầu đỡ dậy chịu không nổi, lúc trăn trở. Các con có nuôi người bệnh đau sắp chết, các con mới biết được cái tình trạng lúc bây giờ chết rất khổ. Đây là những cái bệnh không ngặt nghèo lắm đó mà người ta còn khổ như vậy, còn huống hồ là những bệnh ngặt nghèo nó còn khổ biết mấy. Đừng có nói mà đắp chăn mùa đông mà cởi áo mùa hạ, mấy ông tổ này miệng nói vậy chứ thầy thấy ông nào cũng méo xẹo hết. Khi mà sanh tử đến chứ đừng gọi là ra vào sanh tử tự tại đâu. Tự tại là những người nào mà nhập tứ thiền là người ta ra vào sanh tử tự tại. Người ta biết khi mà người ta nhập tứ thiền là người ta làm chủ được cái thân, nó không còn khổ nữa. Bất kỳ nó cái thân này nó bệnh như thế nào người ta không khổ nữa. Người ta bảo nó ngưng là nó ngưng, người ta bảo nó không đau là nó không đau liền. Còn các ông có làm cách nào được không mà các ông dám nói là tự tại trong sinh tử, mà như đắp chăn bông mùa hạ, mùa đông. Điều đó là cái ông nói chứ các ông chưa có nói được cái lý hành. Còn ở đây người ta nói được cái lý hành, cái pháp hành của người ta, cho nên người ta nói được cái hành động người ta làm chủ được. Thầy nói các con xét, thầy bảo nó ngưng là nó ngưng, còn các ông có dám bảo không? Vậy mà các ông dám nói tự tại trong sinh tử, mà các ông nói láo rồi, không có thật. Đó là cái gạt người chứ không phải là cái nói thật. Còn bây giờ khi mà người ta đã làm chủ được như vậy rồi, thì khi mà người ta muốn đi tái sanh, người ta làm chủ được tái sanh. Cho nên thầy nói chỉ tu cái chánh niệm tỉnh thức thôi, mà khi đi vào cái tái sanh á, là người ta đã biết sanh vào bụng mẹ đi như thế nào, người ta biết, người ta tỉnh thức thôi, chứ chưa phải ly dục ly bất thiện pháp đâu. Các con biết rồi, người ta tu tới cái sức tỉnh thức đến cái mức độ nào chúng ta ly được cái gì, thì lúc bây giờ chúng ta ở trong bụng mẹ, vào bụng mẹ, tức là bây giờ thầy bỏ cái thân này mà thầy tu được cái chánh niệm tỉnh thức, thì lúc bây giờ thầy bỏ cái thân này, thầy biết thầy đi vào cái bụng mẹ, nơi đâu thầy vào đó thầy thọ thai ở đó thầy biết, tức là đi vào ở chỗ thác sanh thầy biết rồi, thầy tỉnh thức thầy biết thầy đi, không phải nghiệp lôi thầy được. Rồi bây giờ thầy tu đến cái mức độ nào, cái sức tỉnh của thầy đến mức độ nào, do đó thầy biết thầy nằm ở trong bụng mẹ, thầy biết rất rõ đang ở trong bụng mẹ, mặc dù là cái bào thai còn rất nhỏ nhưng mà thầy vẫn biết rằng thầy đang ở trong bụng mẹ.
Rồi thầy tu đến cái mức độ nào, cái sức tỉnh thức nào mà khi mà người mẹ sanh thầy ra, thầy còn rất là tỉnh táo. Thầy biết rằng thầy được sanh ra, thầy biết thầy đang sanh ra. Đó là ba cái lần biết. Lần biết thứ tư là khi mà thầy tu đến cái sức tỉnh thức mà ly dục ly ác pháp xong đó, nhập được sơ thiền á, là lúc bây giờ khi mà thầy sanh ra, thầy biết được cái đời của trước của thầy, thầy chết, thầy là ông gì bà gì, rồi thầy sanh ra trong cái đời này. Thì các con biết nổi cái sơ thiền không mà người ta đã làm chủ được cái sống chết. Còn mấy ông này ăn thì ba bữa có ly chỗ nào đâu mà dám nói tự tại trong sinh tử như đắp chăn bông mùa đông. Nó dốc rồi, ông ta nói không có lý rồi. Còn thầy ly dục ly bất thiện pháp, cho nên bây giờ thầy tỉnh táo, cho nên khi mà vô đi tái sanh thầy biết, mà bây giờ đi ra thầy còn nhớ được nhiều đời. Bởi vì thầy chết cái thân đó thì nó đã qua một cái kiếp rồi, nhưng bây giờ sanh ra thầy lại nhớ được cái kiếp của thầy đã qua rồi. Thì sanh ra thầy nhớ được, tức là thầy phải ly dục ly bất thiện pháp thì thầy mới nhớ được. Trong kinh Phật đã dạy cái này rất rõ mà, đâu phải thầy đặt điều. Các con thấy, còn mấy ông này có nói đúng được không? Nói dốc, hạt người ta.